Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để xá ba xá. Xá Phật mời chúng ta xá cái pháp lành của ngài Mô Phật và cung kính đến xá chư công đức Tăng Ni thì gì có mặt và kính thiền sư Thượng Di Hà Lực kính xá ba xá và làm an tọa Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lại mười phương chư Phật, lên lại tổ sư, lắng nghe sư phụ thiền sư Thượng Di Hà Lực chứng minh cho chúng con chia sẻ một thời Phật pháp hôm nay. Trong thời pháp này chúng tôi thật ra không có cái phương tiện gì ngoài cái việc học lại của chư Phật chư tổ và của ân sư là thiền sư Thượng Di Hà Lực. Thì cái phương pháp tổ sư thiền của thiền sư Sĩ Dương nay là mấy mươi năm, ngày cũng quy tịch khá lâu. Hôm nay chúng tôi khởi sắc trục đi lại những điều của thiền sư chỉ dạy, đó là phương pháp thực hành tham tổ sư thiền như thế nào để tham sâu và hiểu cái nghĩa lý để chúng ta sâu được nên tâm quy tánh thành thật. Đó là lời chúng tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Kính thưa chú hội, con người ta sống ở trên cuộc đời vì sự nhu cầu ăn mặc ở bệnh trong cuộc sống, thì trong cuộc sống có bên cạnh cũng còn có sanh già bệnh chết, thì vì chúng sinh muốn thoát cái đó cho nên cần phải chọn một pháp môn tu tập. Thì chúng tôi hiện tại ở đây tham thiền trên dưới ba mươi năm, phải nói là chúng tôi nói bằng cách như thế để cho quý vị thấy cái việc mà tu thiền không phải là dễ đâu, tu thiền rất là khó. Nhưng mà nếu mà khó thì tất cả chúng sinh không ai thành Phật, cho nên chư tổ và tất cả hiện tại những người có mặt còn ở lại đây, chư tổ thì đã viên tịch cũng như tất cả những vị cao tăng đã viên tịch, thì chúng ta là hàng tăng. Nhưng mà quý trọng nhất là được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thượng Phụ. Khi Đức Phật ra đời không ngoài gì khác hơn là tai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà tri kiến này là cái bản giác thanh tịnh của chúng sinh ai cũng có hết. Cho nên Hòa Thượng Thượng Di Hà Lực thấy cái phương tiện của chư Phật chư tổ chính vì ngài thấy việc sâu sắc vô cùng vô tận vô biên vô lượng và sự thâm sâu đó, ngài phát nguyện để tu thiền. Nhưng mà thiền ở đây có hai thứ, một là Như Lai thiền, hai là Bổn Sư thiền. Như Lai thiền có Phật truyền đạt lại trong 49 năm tất cả phương tiện các loại thiền ở trong đó. Rồi thêm nữa là rất là nhiều pháp môn, có 84.000 pháp môn để cho tất cả chúng sinh tu tập. Rồi thêm là sau khi tổ ra đời, tổ tổ truyền thừa, thì bây giờ tổ hai cái nhất được khắc phục đối với chư Phật bằng cách là hội Nhân Hoa Vi Tiếu. Hội Nhân Hoa Vi Tiếu này Đức Phật truyền lại cho hai cái nhất bằng cành hoa sen. Thì bây giờ truyền như thế nào? Đưa cành hoa sen, ngài nói dấu dạng và mạnh dạng ta quá thế pháp ngàn tàng niết bàn diệu tâm Phật tướng vô tướng pháp môn vi diệu nay hóa thức cho ba hai ít thừa thương và gắn kết niềm tin từ tổ tổ truyền thừa đến đời thứ tổ 33 là được luận tổ ngày nay. Thì ở đời Hòa Thượng Thượng Di Hà Lực thì cứ nói chuyện theo pháp môn gọi là tổ sư truyền thừa đến ngày hôm nay. Nếu mà nói về pháp thái là Hòa Thượng được thọ gọi là ở trong ngũ gia tông thái là của thiền sư, thì Hòa Thượng gọi là tông đầu. Còn nếu là thế pháp thì Hòa Thượng cũng gắn kết cùng thái lâm tế, mà trong thái ngày lâm tế thì đầu tiên là ngày bất thường,
Ngài Bất Thượng truyền lại cho Ngài Bát Thượng. Từ Ngài Bát Thượng truyền xuống cho Ngài Quảng Bá, và Ngài Quảng Bá truyền lại cho Tổ sư Lên Đế. Thì ba vị sư từ Ngài Quảng Bá, Ngài Bát Thượng là Ngài kêu là Bát Thượng đó, rồi truyền xuống thẳng cho đến Ngài Lập Đế, thì đó là cái phương tiện. Nhưng mà đến cái đời của thiền sư Thượng Diên Hòa Lực thì muốn giúp cho tất cả chúng sinh thấy rõ cái bản hoài và sự tiến tác thanh tịnh tu hành để sớm được bên tâm thành Phật. Cái tiến tác này là cái bản tác thanh tịnh, cái bộ tâm, cái mặt tác của chính mình lâu xa nó chìm ở trong sự luân hồi sanh tử. Nay mình trở lại đây, khi đó chúng ta thấy rõ là chúng sinh luôn luôn lúc nào cũng sống trong sáu sai giấc mộng, trong vọng tưởng luôn luôn lan xăng, gọi là điên đạo tưởng khổ đau. Mà điên đạo tưởng này chúng sinh lúc nào cũng phải nghĩ đến cái việc làm ăn, chồng con, nhà cửa, tiền bạc, danh vọng, vân vân. Thì bây giờ ở trong thiền tông có những cái thuật ngữ và những cái truyền thừa cho mình thấy rõ để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đang hiện có. Như thế thì bây giờ mình đang sống đây, tại sao mà Đức Phật nói là điên đạo tưởng? Điên đạo tưởng là cái vọng tưởng của mình lăn xăng lây xe trong vòng khổ, rồi trải qua một thời gian chúng ta đi đạo dù là phương pháp nào, lúc đó là mình mới biết là cái này là cái khổ, cái kia là cái vui, chỗ này là ràng buộc, chỗ khác là an ổn, đem đến cho mình được thanh tịnh. Cho nên người tu thiền thì cố gắng tham thiền, tham thiền một thời gian thì còn lại đa tâm. Và thời gian đó đa tâm là nó lăn xăng với tâm lộn xộn vọng tưởng tính to họ kia, dù là ở trong chùa. Ở trong chùa chúng ta cũng thấy là ta đi cũng phải dạy cho vật chất, nhưng mà tình tiền á thì cái đó là chúng sinh cho chạy theo vật chất để làm gì? Để mưu cầu sự sống, có thực mới dự được đạo. Cho nên đầu tiên là cô ăn áo mặc người tu cũng phải lo, thì cái gì đó này đó nó làm chướng ngại. Rồi bây giờ nếu mà người có cơ hội cất chùa cao Phật đó thì mình phải làm sao? Mình phải lo đủ thứ hết cho nó đầy đủ sự nhu cầu đó. Còn ở ngoài đời thì vì cuộc sống cái cô mang áo vì sự sinh tồn của chúng ta mà phải đảo rằng đi đó đi đây đi xa đi gần tính to đủ thứ hết. Lời ăn đi nói thì là tất cả mọi việc trước tập trung cho cái sự tồn của mình, cho nên đang tâm đang tâm thời gian đó. Cái điều đồ này chúng tôi nói để cho quý vị biết là cái tiến trình đi sâu vào nội tâm của mình, rồi trải qua một thời gian đó, mình biết tham thiền, dù tăng ni, dù là tu sĩ hay là cư sĩ, dù đại gia hay xuất gia, mình thấy rõ ràng là cái việc nó lan sang lộn xộn này, cho nên mình cố gắng hạ thủ công phu một thời gian, nó trở thành là thiểu tâm. Và thiểu tâm này đó là chúng ta thấy ít có vọng tâm, ít có tính to và ít có chấp trước những điều mình cần phải làm. Rồi trải qua một thời gian nữa, khi mà mình cố gắng niệm Phật tham thiền thì cũng có văn rất là nhiều. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh và sâu về cái việc tham thiền của chúng ta, vì chúng ta làm giả không có gì khác hơn nhìn và hỏi, nhìn sâu vào cái chỗ mà khởi tâm lên phát khởi chi tình đó, nhìn sâu vào đó. Nhưng mà tham thiền không phải một ngày một bữa mà chúng ta có thể thực hành một cách dễ dàng, phải cần những bậc làm tham chuyên sâu. Cho nên thiền quán Sanatha Dhamma Đề là thiền an, thì có còn dùng được quán
Còn thế giới ngày xưa đó, thì chúng ta cũng dùng tu tập theo phương tiện của thứ thiện xứ. Còn nếu mà niệm Phật thì chúng ta cũng đi sâu về con niệm Phật. Thì bây giờ chúng ta mới quay lại thời gian thiết thiện tâm, bớt vọng tưởng, niệm Phật bớt vọng tưởng, trì chú bớt vọng tưởng, tham thiền bớt vọng tưởng, thì gọi là thiện tâm. Mà thiện tâm này nó đi sâu thì là sâu, gọi là thiện tâm. Mà khi mà thiện tâm đó là nó bớt nhiều lắm, nó bớt chỉ còn có một tâm thôi. Mà tâm đó, cái người mà tham thiền đó thì chỉ còn dùng câu thoại nhìn thẳng qua một hoài đầu phát khởi lên một niệm nó chưa xanh. Cho nên Hòa Thượng Thượng Di Hà được đề ra năm câu: khi chưa có trời đất ta là cái gì, sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, muôn pháp về một, một về chỗ nào, chẳng cái tâm, chẳng cái Phật, chẳng cái Phật là cái gì, khi chưa có trời đất ta là cái gì. Cho nên chỗ này đó là toàn thể những người có mặt hiện diện trên cuộc đời này thấy bây giờ dứt tâm rồi. Mà nếu mà nói về chuyên về tịnh độ đó, nói dứt tâm bất đoạn đó là còn chỉ một tâm duy nhất là cố gắng để niệm Phật. Còn nếu mà chuyên sâu về tổ sư thiền đó thì lúc đó khác phải là duy tình. Khi mà duy tình đó là chư tổ có dạy rất rõ: tham cho đến sơ cùng thị tầm. Và thứ nữa là cố gắng làm sao để tham viên mặt liên tục, không gián đoạn, không nghĩ tới điểm trước, không nhớ tới điểm sau. Và hàng lúc nó lăn cho người của mình đó, là lúc đó gọi là hát thở cho duy tình kéo dài. Thì cái đó là dùng để biết. Nhưng mà nếu mà quý vị lão tham chỉ bắt đầu sâu thêm một chút nữa là nhìn hỏi liên tục. Ví dụ như cha mẹ chưa sanh hôm nay nhiệm vụ của ta ra sao, hoặc là sáng từ đâu đó chết về đâu, hoặc là khi mới về ta là cái gì. Đó là cái bộ tham. Mà bộ tham này đó là sau này mình được minh tâm, được tiến tâm tập tập, là chỗ này là cái chỗ dành riêng cho mình, nó là từng bước chân đi. Mà từng bước chân đi đó, mình không phải nhìn vào bước chân của mình không phải nhìn vào cái niệm của mình không phải nhìn vào cái sự suy nghĩ để mình hỏi nên, rồi nhìn và thấu suốt cái chỗ bổn tâm đó, không phải. Cho nên khi tham thiền học đạo thì nó đã có thiền có đạo trong đó rồi. Và khi khởi lên tham thiền từ cái nhân kiến tác nó đã muốn có cái nhân chỗ đó rồi, thì nhìn sâu vào cái chỗ của chúng ta muốn gì đó gọi là hội rồi. Còn bắt đầu mới khởi lên gọi là hội vị. Mà khi mà hội vị ở đây đó là chúng tôi nói bằng danh từ văn tự chữ nghĩa ngôn ngữ sự phân biệt. Còn nếu mà mình nhìn mình hỏi sâu tận cùng cái chỗ nhất tâm này để đạt tới cái chỗ vô tâm hoàn toàn đó, thì chúng ta chỉ cần hỏi liên tục, nhìn liên tục và đắc phải cái duy tình liên tục. Liên tục nhìn hoài, hỏi hoài và đắc phải cái duy tình hoài. Giống cũng như là tiếp diễn, cuộc tiếp diễn bắt đầu tự tâm xét, xét mạnh mẽ lên bằng cách gì? Chính vì nó tôn, tự tôn đốc và xét tức tự mình tâm hỏi nhìn cũng tâm nhìn rồi, không còn con mắt này để vượt qua vượt lại vượt trên vượt dưới và phát khởi lên ý tình cuồng cuộn ít hay là nhiều, cái chỗ này không có. Mà chúng ta cứ để tự nhiên nó đi sâu vào chân tâm thì đạt được cái chỗ chân độ. Cái chỗ mà thanh tịnh hoàn toàn này đó là, nhưng mà có một điều là tùy theo cái phương tiện của cái người biết dụng công hay không. Cái hành giả nào mà cố gắng dụng công á thì khi hỏi
chưa nói cả ta là cái gì. Mình cũng không phải là một cách sống, không phải đâu. Nhưng mà mình thêm mình
người ta tôn trọng mình, người ta thấy là cũng như là Phật vậy đó, cứu chúng sanh này cũng như là Bồ Tát vậy đó. Cho nên thiền sư nói không nên quên cái bổn phận, và nhất là một người có trách nhiệm là đang mà đi là đại diện cho tất cả hàng chúng sinh ở trong đó, có cư sĩ nam cư sĩ nữ. Và nếu còn là đủ tư cách mình giúp cho tăng đi, thì bây giờ mình xoay cái thấy cái nghe cái hiểu cái biết để cố gắng dụng công tham thiền, mình có đạt đến một mức độ nào và một trình độ nào hay là trải nghiệm như thế nào để cho chúng ta thấy việc công phu tu tập mình đạt đến đâu là điều quan trọng. Còn mình quên tham thiền, quên bộ phận của mình là cái việc hành giả cần chuyên sâu. Chỉ có một câu hỏi, câu hỏi đó là khi chúng ta trời đất ta là cái gì, hoặc là năm câu hỏi này chúng ta chọn một câu thắc mắc nhất để chúng ta phá đi cái bộ thân mình bằng cách là tiên hầu cái thôi, đại bi đại ngộ, cái đó mới là quan trọng. Còn cái hiện tại của mình là ứng phó đạo tràng, tác pháp việc này làm việc kia, cái đó là cái sự trao đổi bằng cách là có qua có lại thôi, chúng tôi nói nhưng mà vẫn còn hổn hẹn với mình. Và chúng tôi nói ở đây để cho tất cả trong chúng hội, chúng tôi nói ở trong chúng hội á để cho quý vị biết là cái việc làm của chúng tôi cũng còn thiện cận kém thiết và một người chưa trọn vẹn. Chính vì chúng tôi lo cho hàng đệ tử, lo cho các bạn chúng sinh, lo cho mọi người ở trong đó, lo cho mình. Nhưng mà có một điều một chúng tôi đáp mừng là nhập ở trong cái đó tôi cũng được trên dưới 17 lần rồi. Và có một lần đó chúng tôi tu tập ở trong chùa Tam Bảo nhập thất được 5 năm, nhưng mà cái này không phải là nhập thất mà chỉ cấm túc một nơi tốt để hạ thủ công phu tu tập. Quý thầy lúc đó là bao nhiêu anh nó mới bày á, thì cái tâm mới được ở trong đó 5 năm. Nhưng mà ở 3 năm 3 tháng thì bà mẹ lại là sanh ra một bệnh gọi là huyết sanh hoại tử. Lúc đó là mình chết rồi. Ở trong nhà thương bà đi cầu thì bà té ra trong cái cầu và em lên để lo hậu sự. Thì nói chung là cũng nhờ cái ân của sư cô An nấu ở Tam Bảo để cúng dường hết thi công đức. Và cho tôi nhìn đi lên trên một quyển để cúng dường tình trang vị tăng, và đi lên tỉnh xá chúng ta cũng tỉnh đại tăng đó mà cúng dường. Cho nên là hai mươi mấy năm nay bà cũng sống, và khi bà sống rồi á thì lại là chẳng ai cho bà đã gãy cũng kinh thải, thì chúng tôi không còn chi đổi gì mẹ mình trên bước đường tu tập được nữa. Thì kính thưa toàn thể đại chúng, kính thưa vị sư, thưa quý thầy, quý thầy ở đây cũng lớn tuổi hết, như thầy đây là 80 mấy tuổi rồi, ni sư cũng 70 mấy tuổi rồi, phải không ni sư? Tám mươi đúng rồi đó. Cái lúc đó là thành tức là biết bàn rồi, rồi mắt tình cũng là 64 tuổi, và tất cả ở đây cũng không ai còn nhỏ nữa hết, chỉ có chú tiểu 16 tuổi đang ngồi là kia thôi. Thì chúng tôi mới quay lại để cho quý vị biết là cái việc mà bên ngoài nó không phải là chúng ta, cái việc bên ngoài nó không phải là việc của mình. Cho nên hồi trước kia sư cô Kiều chưa có đạo tràng, nay sư cô Kiều về đất được cái tỉnh đất, thử hỏi có cái gì công phu có bằng ở chùa Tam Bảo không ạ? Chúng tôi xin thưa là không, 100% có một thân một mình nuôi bà mẹ già là cô Pháp Thuận. Cho nên cái việc tham thiền của chúng ta đây á, không cần cầu hộ, không cần lợi hộ, mà chúng ta hãy cố gắng tham thiền cho thấp thiết. Mà thấp thiết đây là mình phải đối mặt với sanh tử luân hồi khổ đau, để chấm dứt hết trơn sanh tử luân hồi khổ đau. Thì một niệm chưa sanh ra, và khi đó một niệm chưa sanh ra là chúng ta tưởng là hàng ngày trong cuộc sống rồi mình lo cái này làm cái kia giúp cái nọ cho ai, cho người ta, nhưng mà bản thân mình lại là quên bổn phận. Và khi quên bổn phận rồi đó thì mình mới cảm nhận
là cái việc làm đó thật ra là không có đúng với ý này đâu. Cho nên Thánh Tăng có nói một câu gì à? Sư phụ lo nhiều việc ở bên ngoài hoài như thế, rồi làm sao mà sư phụ tu hành được? Cái sư phụ nói là ấy, sư phụ có nói nếu mà sư phụ có xuống địa ngục á thì cũng giúp cho những người địa ngục, nếu mà có rơi vào xuống sanh á thì cũng đổ cho những phật phẩm, còn nếu mà có làm a la làm nghĩ gì thì cũng được xuống sanh. Biết sao bây giờ chưa ăn ăn chứ đúng đi. Bất tỉnh á thì cũng có nói gì, nhưng mà bất tỉnh nghe lời sư lo lắng gì trong ngoài kia, dù bận rộn như thế nào thì cũng lo. Nhưng mà cái việc tham thiền của quý vị niệm Phật tu tập hoặc là tham thiền là nó chính, tham thiền là nó quan trọng. Từ đấy trở về sau cũng như hôm họ cho thầy có nói, từ bắt đầu khai thác này cho đến sau này chúng ta chuyên sâu về độ thiên nhiên, từ nghe lời khai thị ở trong trên mạng hoặc là chúng ta cố gắng mở ra ở trong thẻ USB để mình thấy rõ những việc của thiền sư khai thị. Thì bây giờ nếu mà mình cố gắng mình tham thì ắt là sẽ có cái quả hộ. Bây giờ hiện tại chúng ta đang ngồi đây thì sư phụ gắng cố gắng làm tất bật, dù sức cùng lực cạn sư phụ gắng lo cho quý vị để đạt được tu hành và cố gắng để tham thiền được như thế nào mà. Cái đó là ân lớn của ông sư mình. Cho nên đó đã là đệ tử thì gắng cố gắng làm sao tham thiền cho tốt. Còn phật tử từ xa thôi đi về cũng như ni sư mới về chưa có hiểu rõ, thử hỏi có một người tham thiền trên dưới 30 năm rồi còn tu thì 41 năm mấy rồi, thì trong vòng 10 năm rưỡi không có tham thiền, còn hàng 30 năm rồi mà vẫn ngồi lẽ giống như là cò cưa hoa lại đối tác rồi giao tế rồi những cái việc lăn xăn, ai là người dẫn chiếc xe tử lên mọi, ai là người người tâm chiếc tánh, hay là ai là người cao lương khổ đau, ai có phải mình không? Tại vì ở trong ăn mặc ở bệnh phương tiện danh lợi tiền tiền tất cả mấy cái đó là chi phối quá trời quá đất rồi, phải nói là chi phối cả gần cả đời rồi. Có đôi khi quý vị mới tu 1, 2, 3 năm hoặc là có quý vị có tu 1 năm cho đến 10 năm 20 năm cũng chưa thấm gì đâu. Thì bây giờ mỗi một lần như thế này là mỗi một lần kinh nghiệm để mình khắc ghi trải qua 7 ngày mình buông công phu tu tập có phát huy cho đến mức độ nào và tự nhận xét mình công phu tu tập ra làm sao và tự mình xét lại mình có già chưa, cái chân này đó nó có gãy chưa, nó có hư chưa, nó có mục chưa, cái đầu này nó muốn gần anh chưa và thân này nó có tàn thế chưa. Nếu mà quý vị nào cảm thấy như thế thì gắng nỗ lực lên tu hành. Quý vị biết là đã đối mặt và đã lắng tai nghe thiền sư, giáo sư, pháp sư và quý thầy, quý cô giảng dạy nhiều lắm rồi, giảng dạy nhiều dữ lắm rồi. Phải nói là truyền đạt đó thời này là thời tinh học, chỉ cần bấm nút mở ra cái là pháp đầy hết trơn. Nhưng mà pháp có nhiều chừng nào đó người ta ỷ vào cái phương tiện pháp gì đó mà người ta không chịu công phu. Tại sao? Vì người ta thích nghe, người ta thích hiểu, người ta thích phân biệt và người ta thích nhận thức ở bên ngoài thôi. Còn cái gì mà sâu vào kiến tâm đó, một niệm chưa sanh để đạt tận cùng thấy rõ là đạt đến cái chỗ đỉnh điểm cao nhất là vô niệm,
vô tâm. Rồi đạt vô tâm vô niệm này đó, là mình đi sâu thêm một chút nữa rằng phải là lưu tâm, phải là tiến bộ, phải là đạt được cái chân tâm tự tánh của mình, chứ không phải là vô tâm này đã cho là mình chứ. Cho nên thì ta nói chỗ đó là cái chỗ vô thị vô minh, một niệm chưa sanh. Cho nên cái chỗ không có bắt đầu, không có cuối cùng, không đến, không đi, không qua không lại, không trên không dưới, tự tánh tròn sáng thanh tịnh bản thể của chân tâm của mình, thấy thấu đáo một cách triệt để gọi là Như Lai. Mà Như Lai ở đây là không đến không đi, đạt đến cái chỗ đó gọi là thật tánh, đạt đến cái chỗ đó gọi là chân tâm, đạt cái chỗ đó gọi là chứng đạo thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên nếu quý vị hành giả nào, quý vị nào lắng tai nghe cho kỹ lời của chúng tôi nói, từ bắt đầu những lời chúng tôi muốn nói và những lời gửi gắm lại cho toàn thể chúng tôi, để cho quý vị thấy rằng cái việc nói ở đây không phải là phương tiện để hù dọa. Chúng tôi nói ở đây là khuyến tấn đó mà, và sáng tấn chính như là sáng tấn của bản thân mình. Nhiều người tu sĩ lo cho đến mức mà cái ngày thân ngoại mạng chung cái chùa chưa đầu nữa, mà bây giờ cái chùa dưới thành xá chưa thì mình bỏ thân mạng rồi, lúc đó là có thành phần không? Phải không đi sư? Cứ lo hoài cho chúng sanh, lo hoài cho chùa chiền, lo hoài cho những việc việc văn sanh mà không lo cho mình, mình bỏ để mà tăng chân đuổi đi đâu á? Nhờ nói giờ tại sao mình bệnh quá à, sao khổ quá à, sao đau hoài à, sao mệt quá à, sao yếu quá rồi, quẻ quái quá rồi, biết quái quá rồi. Nhưng mà mình dòm lại thôi, dòm kỹ dòm thử đấy, già rồi, đầu bạc hai thứ tóc trắng ngọn hết trơn rồi, khổ đau rồi. Cô thân à, cách đây 30 năm hồi đó cô tu tốt rồi, cô thân à, cách đây 30 năm là cô thân tu tốt đó, mà cô nghĩ lại nữa thì lúc đó sao mà mình không cố gắng để độ mình, còn bây giờ mình đàn thấy như thế này mà bây giờ cũng tu không nổi cả cô, bây giờ cũng tu không nổi phải không? Trước khi tiến lời nguyện cầu năm nay bảo người phương kiến thần thì thời gian hộ cho đại chúng ở đây thân tâm thường lạc trí huệ thường linh, cố gắng hành thiện sớm được tinh tâm kiến thánh thành Phật. Là cái là gì cho tất cả những người đệ tử ở đây có lớn có nhỏ và bên đi đến bên đây gần gũi những gì khác nữa là không phải đó. Xin hứa 10 phương chư Phật ở trên chứng minh cho con là giác thân. Những việc danh lợi tình tiền hơn thua phải quấy hay vợ em chê tốt xấu là những đó là việc bên ngoài, và đệ tử đệ tôn gì đó, những gì này những kia đó lo trên dưới hơn hàng trăm đệ tử rồi, đến đây xin phá sổ và kết thúc bằng chữ ký từ đây trở về sau xin hết chữ ký này là xin hết chẳng biết xin hết để cho tâm người yên thanh thản tu hành để về Phật, về tổ và nương tựa vào pháp hội ở tại đây để cố gắng lo thân thiện để được tinh thần kiên thân thành Phật. Quý vị mở mắt chúng sanh vô đêm đêm
nghe tiếng sáo ngục đồng, vầng trăng như cao hơn thế. Nghe tiếng chuông chùa, mặt hồ như rồng thêm ra. Từ bi, đừng làm những lỗi lầm, tu tâm luôn luôn bình yên. Cầu cho an lạc như mây lan tỏa mười phương. Phật ở trong tâm, ngọn đuốc sáng soi đường chúng sinh, vượt qua cõi mê đời trên con đường thanh thang rạng ngời. Đường đời lắm oan trái, vun trồng hạt giống từ bi. Ba ha bát nhã, ba la mật đa. Ngồi thiền đêm khuya, lắng nghe tiếng chuông chùa ngân nga. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, trên cộng đồng mạng cũng như hiện tại quý vị đã được xem phim này, thì chúng tôi sơ lược ít điều. Đây là Ti Sư chủ trì Tịnh Xá Ngọc Hưng, cũng là cố vấn cho hàng hậu học sau này từ Sư Cô Duyên, là tương lai thừa kế sự nghiệp, cũng như những vị ở đây là chư đệ tử. Đối với Ni Sư cùng với chúng tôi đã làm Phật sự, người đã đồng kiến đồng hành làm bao nhiêu công việc, Sư Cô ở đây cũng là một trợ thủ đắc lực, cánh tay phải của Ni Sư. Và quý vị nghe chúng tôi được mở thất, nay là được 6 ngày, ngày mai là giải thất. Chính vì thế cho nên Ni Sư mời 5 vị đệ tử, cho những vị đệ tử này là những người ưu ái, biết thương người mến vật và biết tích cực lo lắng trong công việc Phật sự hiện tại cũng như hướng đến tương lai. Một lần nữa xin giới thiệu trên thế giới toàn thể đại chúng ở trong cộng đồng mạng, đây là, mặc dù tư duyên nhưng chúng tôi xem như là tình thân quyến thuộc Linh Sơn Đạo Vị. Một lần nữa chúc Ni Sư một buổi điểm tâm, và sau khi điểm tâm sẽ ra tham thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái Phật pháp á, nói là Phật pháp á, thì thật đó là cái pháp vũ trụ á, nó xuất phát từ một tâm, tức là tất cả chúng sinh đều cùng cái tâm này, cũng như tôi thí dụ cái ánh sáng đèn vậy đó, bao nhiêu đèn, bao nhiêu muôn ngàn ức tỷ đèn á, đều cùng chung một ánh sáng. Thì bao nhiêu tỷ chúng sanh đều cùng chung một tâm. Thì cái tâm này là không có hình tướng, không có số lượng, không có biến loại. Thì không có hình tướng, không có số lượng, cho nên nó trống rỗng như hư không, gọi là tánh không đó. Tôi đã có giải thích cái tánh không của cái tâm chúng sanh đó. Tất cả núi sông lắc lai, nhà cửa cây cối, mặt trăng mặt trời, muốn dùng đều phải nhờ cái tâm, nhờ cái không này. Cái không này là cái không sẵn sàng đó, nó không có thêm bớt, không có nhúc nhích, không có nói là dụng, nhưng mà tất cả muốn dụng đều phải nhờ cái tâm này.
nhờ cái không này. Bây giờ á, con người đó dùng cái bộ óc đem cái không sẵn sàng này đem hạn chế nhỏ lại thành cái tách, cái không của cái tách. Bởi vậy nếu mà cái tách này không có cái không á, không có trống rỗng thì tách này tách chết. Tách mới thấy là tách chết, không có dùng được. Tại nhờ có cái không đó thì tách này mới dùng được đó. Thì tách này dùng được á, chỉ là hạn chế trong cái tách thôi. Cái bệnh này á, cũng là nhờ cái không sẵn sàng đó mới dùng được. Nhưng mà hạn chế theo cái không của cái bệnh. Cái chánh điện này cũng vậy. Thì hạn chế theo cái chánh điện này có cái không để dùng. Cũng như mà mình cắt cái nhà lớn thì có cái không lớn, có cắt cái nhà nhỏ thì có cái không của nhà nhỏ. Thì lũ thứ không đó, cái dùng đó, lũ thứ sai biệt. Giải thích cái không của cái tách khác hơn cái không của cái bền, khác hơn cái không của cái nhà. Thì á, rất là có lý, rất là có lý. Nhưng mà sự thật á, thì chỉ là một cái không, không có hai cái không. Đừng có nói là muôn ngàn cái không sai biệt á. Cũng như cái khánh này cũng là nhiều cái không mà nó mới ấy nè. Cái bàn này cũng vậy. Tất cả đều nhờ cái không đó mới được hiển bày cái dụng. Mà cái không này đó là sẵn sàng, không có thêm bước, không có nói dụng, nhưng mà nó tự nhiên nó dụng. Bây giờ á, tất cả dụng á, nó cũng không dính dáng với cái không nữa. Tại sao vậy? Cũng như cái tách này đó, nên dùng hoài, nhưng mà bể rồi thì không dùng được. Cái bên này bể rồi không dùng được, cái nhà này sụp rồi không dùng được. Cho đến một bông nguyên tử nổ cái trái đất, nó tiêu diệt hết. Luôn cả vũ trụ cũng tiêu luôn. Nhưng mà đối với cái không này không có ảnh hưởng một tí nào cả. Không có bị tổn thương một chút, không có bị giảm bớt một chút. Cái không cũng y nguyên. Mà chính cái không này đó là cái tâm của chúng sanh đó. Tức là cái tâm của mình đó. Gọi là tánh không đó. Chứ không phải là người ta hiểu làm cho cái không đó là tiêu cực đó. Bởi vì á, nhiều cái không mới hiển bày được cái dụng đó, thì cái không là tích cực, là phải tiêu cực. Nhưng mà nó cũng không có nói tích cực tiêu cực gì hết. Nó tự nhiên, cái nào mà muốn hiển bày cái dụng thì phải nhờ cái không này. Thì á, bây giờ mình bày lạc ra lũ thứ cái lý không. Sự thật đó không có cần. Nhưng mà lá bài lạc rồi ra rồi đó thì nó phải khác rồi. Cái không của cái tách thì phải khác cái không cái bình, khác hơn cái không của cái nhà. Thì phải lũ thứ khác biệt. Nhưng mà cái bản thể của không không có khác biệt. Không có khác biệt. Tức là cái tâm của mình đó. Bây giờ nói cái tâm á, bây giờ người ta nói là học Phật Pháp á, học giáo lý á,
hộp Phật hộp á, cũng như bây giờ các cái Phật hộp dạng, nói là Phật hộp mà phải hiểu cái trước Phật đó là cái ngã giác ngộ, chứ không phải là một vị thần linh. Bây giờ hộp Phật hộp á là hộp cái hộp thức đó lễ lư mình đến giác ngộ, bởi vậy nhắc giác ngộ mới là Phật. Cái nhã chữ Phật á, những người học Phật đều biết là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì bây giờ á, nói giáo lý á, thì cái lý đó cũng là Phật, cũng là để lừa mình lên giác ngộ. Những lời thuyết pháp của Đức Phật, chư tổ và thêm nữa là những bậc cao tăng, đó là thời cận đại, thiền sư Thượng Di Hà Lực đã chỉ gương thiền tông mấy mươi năm, để lại mấy chục bộ kinh dịch thuật của ngài. Và sau đó Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ là một vị cao tăng thời cận đại, ai cũng nghe danh biết trên thế giới này, ai cũng hiểu, ai cũng thấm nhận là ba vị thiền sư. Một là Hòa Thượng Thượng Y Hạ Lực chỉ gương thẳng về thiền tông, từ nghi đến ngộ, phương pháp tự ngộ của thiền tông thấy tánh thành Phật. Hôm nay chúng ta học đây là phương pháp tổ sư truyền thừa, còn thiền giáo đồng hành là của Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ. Cái thứ ba nữa là chúng tôi đi đến Bắc Cali, đi đến Mỹ Quốc, thì thấy có Hòa Thượng Nhất Thành được tôn vinh bằng cách là hai mươi mấy vị, phải nói là hai mươi mấy vị này ở trên thế giới nhiều kính ngưỡng và đáng trân trọng. Đó là chúng tôi thấy được Hòa Thượng Nhất Thành tiên dương lên có một pho tượng của ngài để chung với 21 vị cao nhân và một thiền sư, đó là Việt Nam tại Bắc Cà Liêu, Tăng Lô Đê. Thì bây giờ khi chúng tôi đi đó đến đây mới tìm ra một con đường tu tập cho mình và thấy nhận rõ ba mươi mấy năm rồi giác tâm tâm tiền học hỏi hiểu biết nghĩa lý thẳng thắn vi diệu của chư tổ chư Phật và của thiền sư. Hôm nay rất là vui mừng khi được đón tiếp tại chú như thế này. Đầu tiên chúng tôi khai thác tại Hồng Tân, thời gian trải qua chúng tôi cùng đi sư trụ trì tịnh xá Ngọc Hưng, và thêm nữa là cái đệ tử hôm nay qua cũng ngộ trì chánh pháp, nhất là đi sư nghe chúng tôi khai thác để dùng cái phương pháp tu tâm đạt đến đỉnh điểm cao nhất là thấy được ngộ tự tánh, thấu triệt chân tâm, thường hành văn lạc thanh tịnh của chính mình, bất sanh bất diệt bất lão bất hình bất tăng bất giảm. Hôm nay đã được trí huệ bát nhã học tâm vi diệu, đạt được một cái lớp học cho mình là hiển mê khai ngộ, đạt được sự thanh tịnh an vui, trí huệ đó là trí huệ vô lộ hoàn toàn, chỉ có con đường hành gì mới đạt đến chỗ đó mà thôi. Thì bây giờ trước hết chúng tôi xin ni sư chùa Di Lặc có một hai câu hỏi hay là có một lời nào đó để chúc mừng cho pháp hội, và sau đó sư Di Na đánh chuông để có một lời gọn ngắn, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu phát hành hôm nay. Dù là nam cư sĩ, nữ cư sĩ hay là ai đi nữa, chúng ta trong pháp hội cũng đều được hỏi nhận định, và thêm nữa là mình phát huy từ tâm mình, phát huy từ cái chân thật,
và phát huy từ cái thân phận của mình, chứ không phải là ở đây hơn thua để tranh luận, hơn thua để cãi giả, phiền muộn lẫn nhau. Ở đây đưa ra mục đích cao nhất là giúp cho người được thấy đắc thành thật bằng cách là kiến giải của mình, giúp cho người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo đầu chúng tôi ít lời thỉnh ni sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng ngõ sư phụ trụ trì thỉnh xá học tâm, kính thưa quý dư tôn đức tăng và ni sư quý sư, nhờ tôn đức ni hôm nay chờ là thích mở lắm nghe, cũng có đôi lời tại vì hồi xưa bây giờ thì sự thật con trò chưa có lượng phá thiền thất, chỉ có đi phá thật thất thôi. Nhưng hôm nay thượng tọa sư phụ đã mở khóa thiền thất tại tỉnh xá Hồng Tân, con được hân hạnh đến đây để tham dự khóa thế này. Con rất hân hoan vui mừng đã học hỏi qua những lời thuyết giảng của sư phụ và thân văn địa. Con đã nghe những lời giáo huấn của thiền sư thì con cũng đã hiểu được một phần nào về tinh thiền. Con không có biết nói gì nhiều hơn, nhưng con xin thành tâm tán thán công đức của thượng tọa chủ trì và đã tổ chức cái khóa thiền thất này, và con được tham dự ở đây thì con cũng rất là vui mừng và con nghĩ con xin học hỏi và cũng nương theo những lời chỉ dạy của thượng tọa. Con xin đi giáo phụng hành nam mô nhờ Phật. Con cũng kính chúc thượng tọa sư phụ luôn luôn pháp thể thiên an để dẫn dắt chúng con trên con đường học Phật và đi sâu vào đường thiền. Con xin thành tâm tri ân thượng tọa vô biên. Quá hay, không còn lời nào nói hơn nữa. Sư Đăng, một vài lời ngắn gọn đi thì để cho mình tham luận. Nói với cái ý của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà tên nhưng mà cho nên khi tôi bước tăng như là những gì tăng bước cái lời mà mấy hôm nay ước muốn và tâm tư nguyện vọng
cái bộ nguyện của giáo sư đó chưa làm được, bây giờ làm được rồi thì xin cũng đọc cảm đó mà rất là biết ơn như tôn đức Tăng Ni, mặc dù là đệ tử của chúng tôi hay là huynh đệ của chúng tôi thì bây giờ cũng cảm ơn. Cái này là xin nói thiệt lòng, bây giờ xin có câu hỏi gì không? Xin tôi lâu rồi, thắc thiện lâu rồi, mười mấy năm rồi đó, có câu gì hỏi không? Hỏi con ơi, biết cái gì con nói cái đó rồi, biết cái gì nói. Thì bây giờ đó là khách tánh, cầm cái ly này lại có một vài lời để trình bày, có cái gì thì mình hỏi cái nấy, có cái gì thì mình nói cái nấy, vậy thôi. Tại vì ở đây là tôi là sửa mà tôi là học hỏi, mà học ăn học nói một gói một sách, học ăn học nói một gói một mở. Hôm nay chúng ta mở cái ly thì thức còn đau, thì bây giờ bắt đầu cái việc làm nó được thành tựu như thế này thì đó cũng là ý trời, không thể nào mà nói gì khác hơn. Có gì xin trình bày đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ trụ trì thượng giá hạ thân, kính bạch Kinh Tôn Đức Tăng Ni và hiện được đại chúng, hôm nay cũng là một cái duyên rất là lớn. Sư phụ Thượng Giác Hạ Thân khai thiền thất đầu tiên, con nhận thấy tất cả chúng con là Tăng Ni cũng như tất cả các hành giả trở về đây những cái khóa thiền thất đầu tiên, trong cái sự tinh tấn và tham thiền thì con thấy rất là hân hoan và hoan hỷ, và thấy rằng cái sự khai thác đầu tiên của sư phụ Thượng Giác Hạ Thân cũng có một sự thành tựu, và đây cũng là cái tâm nguyện của sư phụ từ trước đến giờ, rất mong và rất là tạo cái điều kiện cho tất cả các hành giả trở về đây để thăm thiền. Thì đây là cái tâm nguyện mà từ trước đến giờ sư phụ đã từ lâu trong suốt cái thời gian, nhưng hôm nay con thấy cũng có một sự thành tựu, thì con cũng chẳng biết nói gì hơn với cái lời sau cùng là kính chúc cho sư phụ cũng có được cái sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ và khai thiền thất để tất cả các hành giả được có một sự tu tập an ổn khi đến chỗ minh tâm kiến tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô nói với chúng tôi là cách đây mấy mươi năm rồi,
chúng tôi nghe rất là rõ ràng khi sư cô nghiên cứu cái quyển Đại Thừa Tuyên Tối Lực thì sư cô nói là những lời ở trong này cô đọng và bố vị tinh hoa của ngài Nhị Thế rất là quý báu, cho nên con thấy cái điều này là cái người hành giả tam thiền cần nên nghiên cứu nhiều về ngữ luật của chư tổ cũng như quý vị thiền sư và quý vị đại sĩ dương khó khổ dịch thuật lại và biên ghép cho chúng ta hiểu biết trên nghĩa lý để tham thiền được minh tâm chí tánh thành phật. Vào giờ này ni sư có một cái câu gì bấy lâu nay ni sư ấp ủ trong lòng, và ni sư niệm liên là một trong những vị hành giả đã từng đi đó đi đây không xa nhà, rồi ở nhà thì chủ trương cho các pháp hội để niệm phật được vãng sanh nè, rồi đi tụng kinh rất là nhiều nơi, rồi cùng có đi Mỹ, đi Lào, đi chỗ này chỗ kia để hiểu biết học hỏi. Bây giờ ni sư có câu gì cố gắng nhất định là cốt lõi mà đối giúp đỡ cho ni sư đối lại cái việc giải thoát hôm nay á, thì ni sư cứ nói lên một câu một ý một, cái lời đó là cái lời giải thoát đó. Một là câu hỏi, hai là ni sư một bậc cảm tưởng cái lời của mình. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Nguyên Tòa, hiện diện trụ trì tịnh sáng hợp ân và Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Chư Tôn Thiền Đức Ni, thưa cùng quý đạo hữu, hiện diện có mặt nơi đạo tràng tịnh sáng hợp ân hôm nay, bạch trên thượng tọa, mấy năm qua chúng con được thượng tọa dẫn lên từ âm thì đường ở thành phố Hồ Chí Minh để học qua khóa thiền pháp. Sau khi hòa thượng về là nơi ngôi đạo tràng chùa Tam Bảo để khai thác thì chúng con cũng được qua để tham dự. Thời gian tu tập cũng khá thành tựu, nhưng sau những ngày qua chúng con không có niềm tin hẳn, cho nên khi chúng con đã tu tập đến cái giai đoạn quên mất mình thì chúng con lại có một cái sự sợ hãi. Một khi mình tu mà mình lại quên mất mình thì không biết làm sao, lúc đó không có huynh đệ ở gần, không có những bậc lão tham để hướng dẫn, để chỉ dạy, cho nên con mới rời bỏ nơi pháp môn mà trở về để pháp tu tịnh độ. Cho nên hôm nay chúng con được biết và thấy thượng tọa về nơi tịnh sáng hợp tâm để khai pháp thiền pháp, mở cho các thầy các sư và quý sư cô để tu tập, hướng cho quý vị được khai tâm kiến tánh, ngộ nhập được Phật tri kiến để khai mở được chi kiến Phật của mình, thì chúng con hết sức là nhiệt tâm và ủng hộ. Chỉ mong rằng quý sư cùng với thượng tọa để tiếp một tay mặt, tiếp một tay trái, để cùng với thượng tọa trên một cái đường lối hành trình
để cùng thượng tọa mà tiếp tục trên trả lời cho thượng tọa để khai mở cho tất cả quý hành giả được về đến nơi học sở. Đó là lòng mong cầu của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất là cảm ơn quý sư. Nhưng mà cái lúc mà đi sư tham thiền đã quên thân, quên mình, coi như là quên mình để lo tham thiền đến sau, lúc đó là đi sư không tiếp tục nữa. Kính bạch thượng tọa, tại vì lúc đó không có những vị lão tham ở bên mình, cho nên con sợ mình tu mà mình cuồng cuồng á, có nghĩa là quên đó, thì mình hơi hơi nghi ngay với người ta sẽ nghĩ mình sao mà người tu mà lại như vậy, cho nên là con ấy không có tiếp tục nữa. Thì lúc đó thì hòa thượng tự nhiên hạ lực, ngài đã tình gì rồi, ngài đã mất rồi. Thì bên của con Thảo thì con có qua, rồi sư thì lúc đó sư đi đâu không biết, nên bên con mong thì con cũng không có người để mà tâm sự, cho nên lúc đó con bỏ luôn. Con mới trở về để cho pháp tu của mình trước, thì trước kia là con cũng tự độ, đi được không? Rất là cảm ơn đi sư nói những lời chân thật từ cái tâm thanh tịnh của mình. Lúc đó là thưa quý vị sư, giác tâm vô thẩm năm năm đang ngồi trong thất, thì hiện ra là duyên ai nấy gặp, rộn ai nấy gặp bờ. Chúng ta tu hành ăn cơm cố canh, tu hành của bạn nhờ bạn trợ duyên lẫn nhau, thầy tổ trợ duyên lẫn nhau, khi giúp đỡ dù chút ít đi nữa cũng là thầy tổ hay là bạn vui đệ là tu. Nhưng mà lúc đó không có được giúp cho đi sư nữa, thì thiền ra giác tâm bỏ hết các duyên bên ngoài. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng về 5 năm ở trong tốt đóng cửa lại tu, thì xin nhận lỗi đi sư và toàn thể bên đi chúng ở Đồng Hưng là vì không thể tiếp tục bận để lo buông bỏ hết các duyên để lo tu. Thì bây giờ đi sư trở lại thiền tâm để gặp bạn đồng tu thì cũng quý lắm rồi, đó là tri ân. Và cũng như lời của đi sư chủ trì ở chùa Di Lặc cũng nói với một câu là chúng con đã được nghe lời thiền sư khai thị và hôm nay được đã Phật thất này, thì chúng ta thấy là thiền rất là điều quan trọng ở trong 7 ngày. Thì bây giờ đó là chia sẻ thì phải chia sẻ thêm một chút nữa. Như ai nói rằng thì bây giờ đạo hữu là ông tổng giám đốc ở chùa Thiền, xin hỏi thầy Pháp Tán một câu, nhất định là phải một câu, tại vì ngày xưa là đại đệ tử của Đức Phật, trong 10 vị đệ tử Đức Phật nói đó là có nhân duyên với ông. Thì bây giờ đã thấy lâu nay đã từng trao đổi, từng hiểu biết, từng nhận xét với nhau, bây giờ xin ông tổng giám đốc hỏi một câu một lời những cái gì căn bản nhất để giúp cho thầy Pháp Tán có một cái cơ hội để chia sẻ tại đại chúng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái tấn cũng như
để mà mình nói, vì con là người nào làm ăn, cái cách nói chuyện nó cũng không có nó, theo cái trong kinh điển hoặc là trong cái những cái này là nó khó gì. Còn bây giờ con chỉ biết là mình đến đây để mà tham dự và xin lắng nghe và hỏi, chứ còn những cái việc mà trao đổi trong tập thì xin kính nhường lại cho quý vị tăng ni để mà con xin lắng nghe. Xin cho ông già nói tay hồi nãy cổ vũ cho anh sư á, còn hơn là ông tổng giám đốc rất là cảm ơn quý vị. Dù như là bữa nay đó có tỏa sáng ra những cái việc mà chân thật thanh tịnh của mình và tự nơi lòng của mình, pháp hạnh nói lên một lời, cái việc mình đau ốm bệnh hoạn người xa có được gặp ân sư và được tu cái chuyên sâu về hai pháp môn, một là tịnh độ trước kia về tụng chú đại bi, về sau đó thành thiền, thì bây giờ các cái việc mà tu tập đó có một cái duyên nào để giúp cho mình được thanh tịnh như thế nào thì có thanh tịnh hay không giữa thiền thất và tu bình thường, chỉ hỏi vậy thôi à. Nói lên được một điều đi, giữa thiền thất 7 ngày được thanh tịnh như thế nào và không có thiền thất mà tu bình thường như thế nào, thì nói lên một lời để cho đại chúng ở đây thấy là cái lợi ích lớn của cái việc thiền thất. Các bạn ngồi xuống đi, ngồi xuống nghe pháp mới giải thoát được. Em con thấy là nếu mà có cái thất mà mình nhập thất ấy, như cái tu hàng ngày á, cái cụ như nhau chứ không có gì, mình có nhiếp tâm hoặc là không thôi, chứ hàng ngày cũng 8 tiếng mà nhập thất cũng 8 tiếng đâu có gì mà ngoài cái 8 tiếng là thôi, nhưng mà không có cái tâm của mình nó nhấn mạnh hay là không thôi, thì theo mọi người chứ không có khác lạ gì hết. Một thật thì thiệt ra là pháp định á, cái lời lẽ để ý định giờ lời lẽ trình bày thì không có nhiều, chỉ nói cái là chung chung vậy thôi, nhưng mà khẳng định là theo sư phụ nhận xét là khi ngày lai quả thì sư đã người hết ở trong khu thiền thất ngay thì được, có nghĩa là bị đánh bị giặc chết đem ruột vô quả cơ đi tiêu đi tiểu đại ở trong đó cũng được, nó có người khác hốt, thì cái đã thiền thất đó không phải là cái gì bình thường. Cái đã thiền thất với việc phật thất đó không phải là cái việc mà đơn giản mà người ta bỏ công ra 7 ngày. Cho nên các hàng long thiên hộ pháp thiện thần thần giờ lao hộ thì giải pháp long thiên các hàng bồ tát thinh văn đều ở trên đó chiếu cố vào cái việc đã thiền thất của mình, chứ không phải là cái việc mà nói chung chung còn bình thường đó thì mình giải đãi mình có thể ngủ được nghỉ được và có thể tu luôn được. Còn đã thiền thất là nỗ lực lên để đạt đủ công phu tu tập trong 7 ngày. Thì bây giờ chúng ta hiện tại là hành giả tham thiền thì phải có một cái quán tính cụ thể. Chúng ta bỏ đi hết công việc làm ăn, rồi bỏ đi hết các duyên, cũng như nói chẳng hạn như là đi sư qua đây chơi từ đây cho tới chiều 2 giờ đi sư về, nhưng mà trong cái đi đó là đi sư đã buông duyên quán và ngầm nhìn thấy giống như là cái lời mới nói rồi đó, y như cái lời của sư nói đó, là con thấy sư tăng đã đem ra những cái tâm huyết của mình để khai thị hết, để cho lời của thiện sư khai thị, để cho những việc làm này nó được thành tựu viên mãn, thì mong cho tất cả mọi người thành thật. Cho nên tâm ý từ bây giờ đã chưa ai phóng ra một điều gì hết, mà chỉ biết là nhìn thấy để mong cho người ta được thành phật chính đáng thôi. Nhất là đạo hữu tổng giám đốc đó là đạo hữu từng đi lại học thiền với hòa thượng Thượng Nhiên Hòa Bình nè, rồi với thượng tọa Thích Minh Thiền nè, và thầy pháp thầy lâm rất là nhiều quý thầy ở trong đó có giám đốc nữa. Nhưng mà cái duyên sau thiền và sau để chia sẻ thì
dường như đầu tiên tìm hướng đến để được thiện pháp, và cũng rất là cung kính tam bảo chư tăng chư tiên đầu rất là quan mỹ khi đến với môi trường tu tập biết hướng đến tự tâm để ngộ được tự tánh, thấu được hoàn toàn trên để gọi là minh tâm chứng tánh một phần. Nhưng mà sau đó đầu hữu gặp được thầy pháp tánh, mà khi gặp đây được thầy pháp tánh thì có duyên lành là được trao đổi gần gũi để chia sẻ với nhau, thì nó có những điều tốt đẹp, thăng quan hơn, được thành tựu hơn. Mặc dù đạo hữu tế nhị và hòa nhã với đại chúng, nhưng mà chúng tôi đó thật là cái lời của đạo hữu và sự hiểu biết lãnh hội của đạo hữu không phải là cái việc mà kiến văn bình thường, mà là đạo hữu có một cái tầm nhìn rất là sâu sắc, cho nên chúng tôi biết để lấy đó làm kinh nghiệm, chứ không biết để đó trao đúc và khen tặng để định bỡ vua hóa gì. Chỉ mong là đạo hữu cố gắng tham thiền hơn nữa, chính vì cái hiểu biết và nhận định đó sẽ giúp đạo hữu sau này thâm nhập vào tự tánh để ngộ được chân tâm, thấu triệt được cái sanh tử luân hồi nhiều đời kiếp của mình để chấm dứt ngay từ bây giờ. Thầy đạo từ ở Hà Nội, ở phía Bắc vào miền Nam. Thầy đạo cũng học nhiều thị trường và gắn bó với hành giả, rồi thế nữa là đã tu nhiều. Nhưng mà bây giờ thầy đạo có một lời nào hoặc là có một điều gì đó, thầy pháp đạo xin hỏi lên. Cho trà nó thay đi. Hồi nãy là cho trà nó đang luôn rồi.
bây giờ sư cô Duyên là một trong những cái vị mà gắn bó với Liên Sư mấy mươi năm rồi. Cái việc mà vui buồn, thương ghét hay là cái này kia nọ nó không phải là nào. Nó chỉ có một cái hương vị giải thoát mà sư cô đã từng cắt chiêu và từng tham thiền, từng cố gắng tu tập. Đó là cái vi ẩn bên trong. Còn cái sự duyên bên ngoài thì sư cô cũng hết lòng từng làm nhiều việc mà chúng con không tiện nói ra, để thấy rõ rằng cái việc ở trong tâm tư của sư cô Duyên như thế nào. Và đối với pháp môn tổ sư thiền này, xin sư cô cho một lời và cho một ý cùng đại chúng để hiểu biết. Rồi mình hỏi khi chú có trẻ, ta là cái gì? Khi chú có trẻ, ta là cái gì? Khi chú có trẻ, ta là cái gì?
cái sừng trâu vậy đó, hoặc là con ruột mà nó cạp cạp cho đến chừng nào mà lũ cái thùng nó chui vô đó. Cho nên chúng ta thấy là cái người tham thiền giống như là nhai rẻ rách vậy đó, cái đó là lời của chư tổ đó nha. Nhưng mà thấy không có hương vị mùi vị, không có một chút nào hết, nhưng mà chính là cái khổ tham là cái vậy. À, ví dụ như sang từ đó đến chết đi rồi đó, sang từ đó đến chết đi rồi đó, sang từ đó đến chết đi rồi đó, hoặc là vô pháp về một vị chỗ nào, chẳng phải tâm, chẳng phải phật, chẳng phải phật là cái gì ở đây cũng nói là cái chỗ cái gì đó, chẳng phải tâm, chẳng phải phật, chẳng phải phật là cái gì. Cho nên một vị thì chỉ như về tịnh độ để được bàn tranh, nhưng mà chư tổ cũng có trình bày rõ là nhất là cái tổ đại năng nói từ đây đến đó mười muôn cứ cõi, có một cõi cực lạc quốc ở chỗ đó là lấy bát chánh đạo làm tiêu chuẩn, lấy căn bản tự tánh chân tâm tịnh độ quốc độ là đây nhất cú di đà di tâm tịnh độ. Cho nên từ đây cho đến đó mười muôn cứ cõi lấy thập giới làm căn bản để tu hành. Cho nên Đức Phật tổ lấy cái phương tiện phương tiện phương tiện ở trong kinh, nhưng mà Đức Phật tổ muốn nói là Tây Phương ở đây, Di Đà Di Tâm Tịnh Độ ở đây, tự tánh Di Đà, tự tánh Di Đà là tự tánh chân tâm của mình, rồi Tịnh Độ là Tịnh Độ ở đây chứ không đâu xa. Còn người tham thiền cũng thế, người tham thiền cũng lấy quốc độ gì, quốc độ của chúng sanh, rồi lấy phương tiện gì, phương tiện công thoại, rồi lấy cái gì nữa, mình lấy cái nghi tình khởi lên. Mà nghi tình này đó là mình nhìn sâu vào một điểm chưa biết, còn niệm Phật thì biết mình đã có niệm Phật, và mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm tới một ngày nào đó chúng ta không bạc đi năng sợ, bạc đi xin đường, bạc đi ngôn ngữ, bạc đi nói hết tất cả mọi chuyện gì đó, một ngày nào đó giống cũng như là một vị đó chết mất cái thân rồi còn cái tâm, nhưng mà ở trong cái câu niệm Phật là ai đó cũng còn một cái câu đó gọi là thật tướng niệm Phật, hoặc là ai là người niệm Phật cũng là thật tướng niệm Phật, hoặc là cái chỗ tận cùng của niệm Phật đó khi được bản thân rồi, Đức A Di Đà mới khai thị cho cái vị hành giả đó. Khi mà được bản thân rồi không phải là thành Phật liền. Còn cái vị tham thiền đó là đi sâu vào, có nghĩa là minh tâm kiến tánh thành Phật thành Phật. Tổ ngay cái chỗ này giải quyết rồi bảo nhiệm tập tiến của vị lăng tăng giống như là tổ sư Huệ Năng ở chung với thời gian. Thì lúc mà ngày được kiến tánh rồi đó thì truyền ra cái pháp này cho đến năm vị tổ nữa, rồi thêm dài tới là 89 vị tổ, rồi đến đời của Hòa Thượng Thượng Di Hà Lực là đến đời 89. Còn Hòa Thượng Tịnh Không từ lúc mà pháp sư giảng kinh giúp đỡ cho tất cả quý vị hiểu biết rõ ràng nhận định để thấu đáo được chỗ này là chỗ cố gắng để niệm Phật được bản thân. Còn Hòa Thượng Thượng Di Hà Lực nói chỗ này là tham thiền để được minh tâm khi tánh thành Phật. Thì hai vị này cũng giúp cho tất cả chúng sinh, nó giống nhau là giống nhau tự tánh, giống nhau là giống cái chỗ rốt ráo, giống nhau là giúp cho người được giải thoát an vui, nhưng nó có khác nhau. Cũng y như Đức Phật 84.000 pháp môn thì đối trị 84.000 trần đạo, lời Đức Phật lời của tổ không khác nhau, nhưng mà có một điều là Đức Phật trong 49 năm hoằng dương chánh pháp đem ba tạng kinh vào đời để chỉ dạy gọi là giáo, rồi ngày dùng phương tiện 49 năm đó gọi là thiền Như Lai. Như Lai thiền này gồm có bốn thứ: một là Thích Quan thiền, hai là Duyên Giác thiền, ba là Bồ Tát thiền, bốn là Như Lai thiền. Còn tổ sư ra đời còn mạnh bạo hơn, mạnh mẽ hơn và rốt ráo hơn là những vị đánh hét la để dùng cái hơi xả đó giúp cho hàng đệ tử được minh tâm chí tánh thành Phật. Thì lúc đó là không còn thực hiện được lúc theo cái
khả năng và trình độ của chúng sanh càng ngày càng hiểu biết, nói ở đây là dùng phương tiện, đây là dùng xảo thuật, đây là diệu dụng của chư tổ cho ta đánh cho chết bây giờ cũng khai ngộ được, thì sao lại dùng cái câu thoại nhìn thẳng vào thọ đầu một niệm chưa sanh phát với lưng nghi tình buồn buồn, và nhìn thẳng ở trong sơn vùng thị tận chưa có một niệm bắt đầu và không có một niệm cuối cùng, không đến không đi không qua không lại không trên không dưới không bằng không có không cao không thấp. Thoại đầu là gì? Thoại là lời nói đầu là đầu tiên, lời nói của mình nhìn sâu vào bằng cách là lấy tâm hỏi tâm nhìn chứ không phải là lấy tâm. Còn niệm Phật cũng thế, khi mà đi đến chỗ thật tướng thì thật thì tâm niệm tâm nghe, cho nên đi đến cái chỗ mà thật tướng thì thật là tâm niệm tâm nghe. Còn tham thiền thì chỗ này đó là đi đến cái chỗ chân tham thanh tịnh hoàn toàn, thì cái chỗ tự đánh tham tự đánh nghe, nhưng mà lấy cái vọng để chuyển hóa độ cái chân. Tất cả tứ đại này là giả, để lấy cái quyển giả này đổ cái chân thật. Mà khi đổ được xong rồi thì chỗ này rút ráo là chỗ này được minh tâm khi tánh làm rằng. Thì bây giờ thân của tái thực tử Sĩ Đạt Đa là đất nước tự do, khi mà thái tử Sĩ Đạt Đa trà trì nhưng mà hát thân của Phật Thích Ca đến đây là cuối cùng là đạt được tự tánh, thấu được cái pháp thân hoàn toàn, không còn là bảo thân phương tiện, không còn là dụng thân phương tiện, mà là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thượng Bộ. Thì hai vị này là một vị pháp sư và một vị thiền tư có ở trong 10 tông phái. Hòa thượng Thượng Nhi Hòa Lực trong thời cận đại này cũng giúp cho tất cả chúng sinh đều được chiến thắng Phật Phật, cố gắng hành thiền để đạt đến những điểm cao là vô sanh, vô tử, vô tận cùng, không còn chút nào phân biệt của phàm phu thế gian nữa, đó gọi là tham thiền. Còn niệm Phật cũng thế, đạt được niệm Phật tam muội, ba la mật tam muội, đạt được cái chỗ tâm niệm tâm nghe, nhìn thấy thật tướng ta là người niệm Phật, đến cũng tây phương, về cũng tây phương, đến đâu cũng thế. Thời gian đã hết, xin ngày để đến tìm gì đó cũng hết. Và thưa mọi sư cô các chị này tiếp tục nhé. Rồi cho một tràng pháo tay chúng ta đã hát đức hạnh của chư Phật chư tổ, và hiện tại chúng ta đứng lên để xá Phật xá tổ một bước và dùng cơm. Mời ông tổng giám đốc ở đây ăn cơm với sư nhân tâm và